Anh này có bắt đây các bác, con này cỡ được hơn 1 lạng. Ăn tiếp các bác nha, em đang kéo nha. Bác thấy gì không? Đây các bác, con này được 1,5 lạng nhá. Ăn rồi nha các bác, ăn rồi nha. Đây các bác, con này được 1 lạng nha. Thêm khăn các bác, đấy các bác nghe táp không? Mày chết. Người ta tắp cứ bọc bọc thế này mà sướng. Đục tưởng to lắm, quá trưởng. Tìm ở hang các bác nha. Hôm nay có đệ tử đi câu các bác ơi, hôm nay có thằng em đi câu. Em chỉ là phụ quay thôi, còn nhân vật chính ở đây. Đây là nhân vật chính nhá. Ấy đây đây đây. Đấy, ăn rồi các bác, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Ô trời, trời ơi. Ui! Hút bạc, hút bạc, hút bạc. Ôi ôi. Ơi các bác phê không? Con này phải 3 lạng đấy. Úi trời ơi. Trời ơi, đất mẹ ơi. Phê không các bác? Trời ơi. Đấy các bác thấy không? Đấy, thấy chưa?
Thấy nó to cỡ nào chưa? Em không nói lừa các bác sĩ đâu nhá. Em con nào em nói bao nhiêu lạng em nói bao nhiêu nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Trời ơi, phê quá các bác ơi. Quá ngon luôn.